Ok thì rất nhiều anh em nhắn tin cho mình bảo là cái điện thoại iPhone của anh em là chúng ta đo cái diện tích, đo cái khoảng cách màn nó không thể làm được chuẩn được. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đo nha mọi người nhé, một cách chi tiết nhất ở trên cái điện thoại iPhone của các bạn. Đây, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào ứng dụng đo này nó có sẵn trên điện thoại rồi nhé mọi người nhé. Và nếu mà các bạn không có, các bạn có thể là lên App Store các bạn tải về. Đây mình sẽ vào đo này. Đầu tiên khi vào đo như này, chúng ta cần phải là nắm cái điện thoại là nó sẽ lưu nhớ cái khoảng cách đo mà các bạn đo mặt bằng trước, thì ở đây mình sẽ ấn xóa đi nhé. Đây mình sẽ thoát ra này, mình vào lại đo này. Đấy, lúc này chúng ta cần phải di chuyển iPhone để bắt đầu nhé. Chúng ta cần phải di chuyển quanh cái chỗ mà các bạn muốn đo nha mọi người nhé. Đó, sau khi ra như này rồi, các bạn để ý cho mình nhé, cái vạch chấm này, các bạn để ý cái vạch chấm này, thì chúng ta cần phải chấm ở đúng cái điểm chúng ta ấn với cộng nhé, đúng cái điểm mà chúng ta cần muốn đo. Ví dụ như mình chấm ở cái đầu bàn này, giữa cái vạch chấm nhé, mình đo cái mép bàn, rồi giữa cái mép bàn này, đó chúng ta sẽ kéo về đây, chúng ta đo về đến cái điểm mép bàn bên này, đó. Các bạn nhìn thấy không? Đây đúng mép bàn nhé. Đây mình sẽ cho vào đúng cái mép bàn này, mình đo cho nó chuẩn này. Đó, thì cái đoạn này các bạn có thể nhìn thấy này, nó hiện lên màn hình của mình là cái đoạn bàn này, đây từ điểm kia sang điểm này nó gọi là 1 mét nhé mọi người nhé. Đây. Đó, và bây giờ mình sẽ lấy cái thước của mình. Cái thước này thước của mình 5 mét này, mình sẽ đo thử nhé. Đây. Đây mình sẽ khóa lại này. Đây, cái thước của mình nó báo đúng là 1 mét luôn nha mọi người nhé. Đó, đây này. Ok chưa ạ? Đấy, đầu tiên nếu mà cái điện thoại của các bạn mà yêu cầu hoặc là ví dụ như là chúng ta muốn đo mà trước là các bạn đo ở một cái địa điểm khác, thì khi mà chúng ta đây này. Đấy, nếu mà chúng ta cần phải di chuyển iPhone để tiếp tục này. Đó, chúng ta cần phải di chuyển cái mặt phẳng chúng ta muốn đo trước cho mọi người nhé, thì nó mới chọn được. Còn ví dụ như các bạn đo cái bàn này rồi mà các bạn ra ngoài trời mà các bạn đo cái khoảng cách ở cái mảnh đất thì nó không thể nào mà chuẩn chính xác 100% được. Rồi ok, thực ra nó chỉ đơn giản như vậy thôi mà rất nhiều người đã nhắn tin cho mình. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách đo chi tiết nhất cho mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình like và chia sẻ video giúp mình.